Suốt đêm đến nay, cộng đồng mạng và bạn yêu nhạc xôn xao trước thông tin ca sĩ Ngọc Sơn, ông Hoàng Nhạc Xìn đã qua đời vì tai nạn giao thông trong chuyến đi tại Hà Nội. Thông tin rằng thi thể anh đã được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để lo hậu sự. Ca sĩ Ngọc Sơn có dịp trải lòng về hành trình theo đuổi nghệ thuật khi trở thành khách mời trong Lời Tự Sự. Nhắc đến danh ca Ngọc Sơn, khán giả nhớ ngay đến giọng nói quen thuộc, tấm thân nhỏ bé, xin kính chào đại gia đình. Chia sẻ về điều này trong chương trình Lời Tự Sự, nam khách mời cho biết khi đi hát, được khán giả cổ vũ nhiệt tình, bản thân ông không giấu được niềm xúc động, thậm chí tác giả tình cha bật khóc vì sự yêu thương này và từ đó ông xem khán giả là đại gia đình của mình. Từ cuối thập niên 1990, tôi nói với mọi người rằng, như họ đã nhìn thấy đại gia đình của mình, bao nhiêu phong trào, âm nhạc, phát triển, tôi cảm nhận được mọi người vẫn yêu thương tôi. Tình cảm đó ngày càng trở nên thắm thiết hơn khi tôi cảm động và gọi như vậy. Ngọc Sơn kể những ngày đầu tiên như vậy, có nhiều người khuyên ông nên xem lại vì lỡ có nhiều người không xem mình là gia đình, không thích mình sống sao. Song lỡ nam nghệ sĩ thì miễn sao mình thích là được. Từ những tình cảm đó, ánh mắt nụ cười nên tôi trân trọng gọi mình là tấm thân nhỏ bé vì khi người yêu thương mình bao nhiêu thì mình càng cảm thấy nhỏ bé trước tình yêu thương bao la mà mọi người dành cho ông bộc bạch. Ngọc Sơn kể ông sinh ra ở Đồ Sơn, có cha là trưởng đoàn văn công quân khu 5. Mẹ là giáo viên dạy học, sau giải phóng ông theo đường sinh thành và sinh sống ở Tam Hải. Nhớ lại khoảng thời gian đó nam khách mời viết, nhà tôi lúc đó ngay biển. Đêm đến, xách quà thì cha choàng áo cho tôi, lúc đó tôi chỉ biết nằm khóc thôi. Ngọc Sơn nói thêm, chính khoảng thời gian đó đã mang lại cho ông nhiều cảm xúc và trở thành chất liệu để viết lên ca khúc Tình Cha, như câu hát chạm vào trái tim bao nhiêu người nghe như. Còn nhớ những ngày tháng ấy, đêm giá lạnh, cha nằm ôm con sưởi ấm, những cành dài. Từ bé, Ngọc Sơn có niềm đam mê dành cho âm nhạc, tuy nhiên khi ông lớn, mẹ ông lại muốn hướng theo ngành khác vì sợ con trai sẽ khổ, nam nghệ sĩ bày tỏ. Chị đã là bác sĩ giỏi, Ngọc Hải thì làm kinh tế. Ngọc Hải thì theo lĩnh vực kinh doanh, còn tôi vẫn thích làm tấm thân nhỏ bé. Tình huống như này, Ngọc Sơn quyết tâm xin mẹ lên học nhạc, kèm theo lời cam kết sẽ làm những điều mẹ muốn nếu bản thân không phát triển được nghề. Cuối năm 1987, tôi bước lên sân khấu và trở thành hiện tượng, ông nhớ lại. Ngọc Sơn kể thêm, để có được thành công, ông cũng phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nam khách mời nhớ lại, kể ra thì rất dài, sau tháng tôi ngồi chờ đợi, xem có ca sĩ nào đi hát chưa, để kịp thì mình hát trầm chỗ. Mình đưa thẻ sinh viên cùng hiện nghiên cứu, các nghệ sĩ, nói thiếu gì, tốt nghiệp, người ta còn thấy thử đò, còn đang đi học. Những lớp của tôi đặc biệt nghiên cứu về âm nhạc dân tộc và âm nhạc thế giới. Tôi có lợi thế vì biết nhiều thứ tiếng và không biết cách phát âm. Nhờ những tháng ngày nỗ lực không ngừng, nam khách mời từng bước được khán giả chú ý và trở thành một ca sĩ đình đám như hiện tại. Ngọc Sơn chia sẻ, ở thời điểm hiện tại, ông cảm thấy bình yên, hài lòng với tất cả những gì đi trong cuộc sống, không oán trách điều gì. Ông tâm sự về cuộc sống tình cảm, tôi trước giờ vẫn thế, gia tài của tôi là âm nhạc, tình cảm của đại gia đình, một sức khỏe trời cho. Ngày xưa nhảy một chút là tôi thợ liền, còn bây giờ tôi được nhảy hoài.